Thưa quý vị, qua hơn 2 năm triển khai, giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được hàng trăm tác phẩm trên nhiều lĩnh vực gửi về tham dự. Không chỉ đa dạng về nội dung, các tác phẩm còn có nhiều góc nhìn sáng tạo về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy phong trào sáng tác về Bác đã từng bước đi sâu vào đời sống của người dân. Tác phẩm Ba Đình Vẫn Vang Vọng Tiếng Người của nhạc sĩ Võ Thiên Lang, thơ Trần Thế Tuyển là một trong số các tác phẩm đoạt giải A ở khối chuyên nghiệp năm nay. Tác phẩm là kết quả của sự đúc kết, học hỏi, cảm nhận về Bác trong suốt 30 năm của chính tác giả. Phong cách Hồ Chí Minh là xuyên suốt trong những tháng năm tôi công tác tại Đoàn Văn Công khu 7. Đến gần về hưu thì tôi nghĩ rằng là mình chưa có một cái tấm lòng gửi đến Bác. Thì gặp một cái bài thơ của nhà thơ Trần Thế Tuyển thì tôi thấy là rất phù hợp với lại cái tâm tình của mình. Về chất liệu thì vì là tôi rất là yêu thích dân ca trù cho nên tôi đưa vào cái chất liệu dân ca để làm một cái tứ xuyên suốt trong cái tác phẩm, gửi đến cái tấm lòng của những người con đến vị cha già dân tộc. Đây chỉ là một trong số 54 tác phẩm đạt giải ở khối chuyên nghiệp năm nay. Song song với lực lượng văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, khối phong trào cũng tham gia đông đảo và ghi nhận 19 tác phẩm, 10 tập thể đạt giải. Tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình để mọi người hiểu rằng công lao của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam rất là to lắm. Rất là vui khi được một cái giải gọi là nung đúc tinh thần của mình để mình sáng tác thêm rất là nhiều về Bác Hồ. Trên cơ sở giải thưởng ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng cái tác phẩm đã đạt được đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn của xã để làm sao tác phẩm quảng bá về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ dần thấm sâu vào tư tưởng, đạo đức, vào lối sống của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn của xã Phước Lộc. Ban tổ chức đã vinh danh 116 tác phẩm ở khối chuyên nghiệp thuộc nhiều thể loại và 33 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về học tập Bác. Đánh giá cao thông điệp mà các tác phẩm mang lại, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn ngày càng có nhiều tác phẩm đi vào lòng người với chất liệu chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chất liệu để các tác giả là công dân thành phố mang tên Bác, tạo nên những tác phẩm chân thực, sâu lắng, làm rung động lòng người. Đội ngũ văn nghệ sĩ nhà báo cùng với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn khắc ghi và thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Đó là động lực giúp chúng ta hoàn thiện hơn nhân cách sống và tiếp tục thăng hoa trong sáng tạo văn học nghệ thuật. Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng thẩm mỹ, sự đa dạng ở các thể loại cũng góp phần giúp các tác phẩm về học tập Bác lan tỏa sâu rộng hơn đến mọi tầng lớp nhân dân.